bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình được mang tên Bí mật của chàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng bí mật của chàng, khám phá hai chiếc điện thoại của hai bạn trai ở đây. Xin mời màn hình. AD là số 1, của Ca là số 2. Ca ơi, cái style bây giờ, cái kiểu bây giờ chụp hình là phải chụp đằng sau lưng xong rồi cúi cúi đi vậy. Tiếp. Phải không em? Dạ, cái đó em kiểu tạo một chút gì gọi là khác một chút thôi. Ai hả? Dạ. Tại nãy bạn cũng bà mình cũng thấy khác thì không cầm chuối được đi. Khác quá sao nhìn nữa, khác thiệt luôn á, nhìn nó sao nhìn lên không thấy cái đầu đâu hết á. Ấy, để hai cái màn hình liên quan luôn á, giống như ở bầu trời bên này. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Cái giống như cái mái nhà bên này chạm qua bên cái mái nhà của anh đi. Hai bạn có phải là đi diễn chung với nhau ở nơi này xong rồi không? Không không. Cái hình ở đây chỗ này Malaysia. Còn em ở Sài Gòn. Malaysia Sài Gòn. Ồ, hai cái thế giới, hai cái đất nước khác nhau mà mấy bạn lại chụp một cái tông màu. Và cái kiểu màu ở dưới cũng đen đen, cái màn hình trên tím tím. Và vị cô còn nghĩ là hai bạn diễn chung, ca cũng vậy. Có nghĩa là cái mái nhà này liên qua cái mái nhà kia. Và mọi người hãy để ý đi, hai người đều hết pin còn có 14%. Thì mình sẽ có điều á, là bên cái trang của ca đó thì hơi nhiều. Mà sao trang của SD thì lại... Đó, ta chưa kéo, từ từ à, của em có gom lại bớt rồi. Rất là gọn gàng. Rồi bây giờ mình muốn khám phá cái gì nè? Dũng trước đi. Dạ. Dũng ơi, sao cái màn hình của em không có gọn như ca? Em phân bổ ra như vậy cho nó dễ nhìn ạ. Sao là dễ nhìn đâu bạn chị? Đây, trò chơi để riêng. Dạ. Những cái gì mà mình hay xài để đây, còn những cái gì của điện thoại để này. Còn ca? Dạ, của em thì đó, em hay lên YouTube xem phim, hay nghe nhạc, lướt Facebook, Zalo, lâu chơi game. Thì em để những cái gì em hay xài thì em để ra ngoài. Mình muốn xem Instagram của ca được không? Dạ được. Instagram của ca thì cũng chơi ít, ca chưa ấy. Không, cái này là đâu phải ấy. Ấy. Nam mà. Thả tim đều luôn. Một người cũng chăm chỉ tập gym. Em có cái hình nào mà có cơ bắp của em không cho anh coi ấy? Dạ chưa. Đi cho chị xem hình ảnh đi. Sao chụp cái cổ gì vậy em? Dạ, fan chụp ạ. Fan chụp ạ. Em yêu mèo à, quá mèo, quá em nhiều quá mèo. Chơi mèo luôn nè. Cưng không mọi người ơi, cưng không? Ê, đã nói mèo rồi. Ôi, dễ thương quá. Nhưng mà nhà có tôi luôn. Dạ, nhà tôi ạ. Ồ. Mà ca ơi, cho anh hỏi là như là em rất thích đi du lịch đúng không? Dạ, khoảng thời gian trước cách đây một năm thì em cũng thường xuyên hay đi đó anh. Thường xuyên hay đi? Dạ. Đi hoài luôn hả? Dạ, bây giờ vào lại công ty thì em phải tích cực tập. Không, lúc trước đó là đi rất là nhiều đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Đi được bao nhiêu nước rồi? Dạ cũng phải là nhiều lắm, em cũng luẩn quẩn đấy, bốn nước. Đại gia vùng núi đấy ạ. Dạ. Đại gia vùng núi. Dạ cũng em chắc cũng may mắn hơn mấy bạn một chút là gia đình cũng có điều kiện một chút, ba mẹ kinh doanh ở đó, đang đại lý phân bón cà phê tiêu điều. Em xong về kinh doanh xin ba mẹ đi. Ừ, chị nói giống mẹ. Người ta có tiền đó là người ta làm nội thuận chứ. Anh chỉ hỏi em là con có mấy gia đình. Gia đình em, ba anh em đầu tiên con một, ba mẹ em còn trẻ. Nãy chị cứ giỡn với Will, thật ra Will cũng là có một cái chỗ đứng của Will rồi. Nên chị cứ giỡn với chiều cao bên nọ, em cứ nói là tại em không ăn uống đầy đủ. Cho nên chị giỡn là đôi lúc thật ra các bạn trẻ bây giờ được ăn uống đầy đủ là đúng thật. Vậy bây giờ em bước vào cái nghề này nó cơ cực, thức khuya dậy sớm rồi đôi lúc là ngoài đời cũng chả biết cần biết em là con của đại gia, thiếu gia gì. Cũng có nhiều cái lời nó hơi nặng nề về cái nghề này. Thì em có bao giờ em cảm thấy nhục chí, em muốn bỏ cái nghề nghệ thuật, em muốn về với gia đình giàu có không ạ? Cũng có một khoảng thời gian em tham gia cảm thấy mệt mỏi, có nhiều sự việc xảy ra cho nên em cũng muốn như chị lúc này bảo tại sao không về nhà làm với kinh doanh với ba mẹ. Nhiều lúc em cũng muốn như vậy nhưng nghỉ lại là cũng muốn trải nghiệm bản thân thêm, muốn ra ngoài để tìm một cái gì đó lập trường. Dạ, thực ra thì có gia đình điều kiện một chút nhưng hết học hết năm nhất năm hai là em xin ba mẹ tự lập rồi. Mà những tự lập trên phương diện là xin vốn liếng của ba mẹ một chút. Đây là một phần. Hồi xưa lúc mà tụi em chưa ba cái năm á, lúc kia nó bé này, tự nhiên cũng không có nhà, cũng không có điều kiện như ca đó. Đam mê nhưng mà cũng bị gánh nặng rồi tài chính lắm. Rất suy nghĩ rất là cái nhiều. Này cái này mốt làm tập khác đi chứ cái này sao người ta đang hỏi đây mà không, tại vì em hỏi đi, em không biết là tại trong nhóm cũng có nhiều hoàn cảnh, thì trong nhóm của tụi em thì cũng sẽ có người là khá giả, người khó khăn, có người có nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì không biết là ca thì trong nhóm là có điều kiện rồi, còn SD thì sao? Em nói thú thiệt là em chưa từng một lần được sung sướng giàu sang,
em chưa từng được cảm giác thế nào là nhiều tiền. Số tiền em cầm nhiều nhất là 10 triệu thôi, là lương em tự kiếm. Em theo nghệ thuật là bởi vì em nghĩ rằng nó sẽ thay đổi được cái hoàn cảnh cuộc sống của em. Ai đưa em vào con đường nghệ thuật? Tự. Tại sao em biết em có nghệ thuật mà em vào? Hồi xưa em nhảy b-boy, hip hop ạ. Rất là thích sân khấu, mình mỗi lần em lên sân khấu á, em quên đi việc lo toan cơm áo gạo tiền. Rồi mẹ cũng có nói, nếu như mà mày thắng, mày ăn hết, mà mày thua, mày tự chịu. Nhưng mà nếu như mà không còn một cái gì cả thì mẹ vẫn ở đây. Có một cái hậu phương như vậy rồi á, thì em rất là thoải mái, tự tin khi mà em hoạt động nghệ thuật, quên đi mình là ai. Chị hỏi câu này nha. Dạ. À, nãy giờ em nói với chị là chị thấy em nhắc tới mẹ mà không thấy nhắc tới bố. Bố mẹ em có hạnh phúc không ạ? Bố em mất từ năm em 7 tháng tuổi ạ. Vậy là một mình mẹ em cán đáng hết từ lúc em 7 tháng tuổi. Năm bố em mất thì nhà em rất là khó lắm. Mẹ em bệnh nữa, bệnh nặng. Vì em bám theo chị, vì chị sẽ ra ngoài, chị xin ăn của bác này, xin ăn của cô kia. Mà thiếu sữa, em khóc. Mẹ quyết định đi bước nữa để mẹ thay đổi. Vì mẹ cùng với cả Dưỡng và Sài Gòn. Còn em ở kia thì ngoại có biết tin, ngoại mới gọi đi cho mẹ và ngoại mắng mẹ quá trời. Tại sao mày bỏ con mày như thế? Thế nọ rồi ngoại đón về. Thì ngoại đón về, ngoại cũng chẳng có gì cả. Ngoại bảo ngoại có sao, ăn có cơm ăn cơm, mà cháo ăn cháo. Chắc là nhắc lại là em rất là nhớ ngoại đúng không? Nhớ, em đi là một người rất mạnh mẽ. Ngoại còn không em? Mất rồi, mất từ năm em học lớp 4, học kỳ 1, rất nhớ là lúc đấy à. Không hiểu sao tự nhiên mẹ từ Sài Gòn về. Mẹ về xong cái mẹ chăm ngoại, về ngoại luôn bệnh mà. Mẹ về xong rồi hôm đấy em lên ngủ với mẹ, nhớ mẹ quá. Mẹ ngủ với mẹ, ôm mẹ. Thế là tự nhiên nửa đêm mặc vệ sinh đi xuống, cũng đi ngang qua phòng bà. Thế là cũng kiểu không biết bà đang như thế nào, vào ôm bà thử. Thế bà đứng im, ngồi, nằm im mà. Bà bảo ông đưa bà đi rồi. Kiểu mẹ làm trong Sài Gòn không có đủ tiền để gửi ra các dì, các cô, các bác để đón về nuôi. Thì cứ ở nhà bác này 1-2 tháng rồi chuyển vào nhà bác kia. Trong cứ một khoảng thời gian từ năm hồi nhỏ cho đến 14-15 tuổi là em không có một cái nào gọi là cái nhà. Mẹ em lại phá sản một lần nữa. Mẹ gọi điện, giờ mẹ hết rồi, mẹ không còn gì cả. Không có tinh tế để gửi về cho con nữa, không có tiền đóng tiền học, không có gì nữa. Con có vào đây với mẹ không? Ồ, em không còn nghĩ gì khác ngoài mẹ thôi. Không còn nghĩ được cái gì khác, không còn nghĩ đến chuyện học hành, không còn nghĩ chuyện chơi bời, không còn nhảy hip hop, không còn gì, không còn sân khấu, không còn gì hết. Chỉ với mẹ thôi. Vâng, mai con vào với mẹ luôn. Đã chuẩn bị đồ, xong rồi sách, mang đúng hai bộ quần áo, và lại bỏ hết, mang đúng hai bộ quần áo, cái ba lô, chạy ra tàu. À, trong lúc em kể á, chị xúc động, chị cũng thấy rất là nhiều người xúc động. Mà chị thấy em vượt qua, em kể như là một cái câu chuyện của ai á, chứ không phải của em. Nhưng mà chị lại không nhìn em nhiều, chị lại nhìn ca. Tại vì chị nghĩ Khang rất là yêu em, rất quý. Vì bạn ấy lại chia sẻ với em rất là nhiều từng cái. Vô tình hồi nãy chị cũng hỏi là gia đình em không hạnh phúc không, thì ca là người đỡ lời ngay. Bạn ấy cứng rắn lắm, bản lĩnh lắm. Và chị nghĩ là trong một cái nhóm tùy duyên mới leo lên một chuyến đò, thì tôi nghĩ đúng là đối lập như thế này. Một cuộc đời đen như thế này và một người sáng như thế này. Thì bạn có biết cái vận nó lay không? Chị không biết hoàn cảnh hai bạn kia làm sao, nhưng chị mong nha là cái thời nó không cản được bạn. Bạn ở chung với ca không chừng bạn lay, hiểu không? Lay cái xu hướng, bạn sẽ tiến trên con đường nghệ thuật. Khi nghe câu chuyện này của bạn, một phần góc nào đó, nếu mà tôi làm một cái gì đó, tôi sẽ nghĩ tới bạn ngay. Ôm chị, ôm chị Liên, ôm chị Liên đi. Ôm chị Liên. Ôm chị đi. Không cần ôm chị, nhưng mà chị muốn ôm em. Cái cô số 3 khóc rồi kìa. Không phải đâu. Cô số 3 khóc rồi kìa. Cô khóc từ rất lâu rồi, từ lúc cái chuyện luôn đó. Thì đúng rồi. Và bây giờ trở lại thì không khí đi ha. Chúng ta sẽ lấy lại không khí. Bạn số 3 ơi. À, thực ra là nãy giờ chúng tôi kể chuyện dưới đây á, là một cái vở diễn kịch thôi. Cái bạn mà mới ôm tôi là Will đó chứ. Cho nên là bạn khóc được, khóc được, bạn phải tỉnh táo nha. Ở dưới đây là nhiều khi người ta làm như thế đó. Để người ta tung quả mù đó. Dạ, người ta tung quả mù nha bạn nha. Và bây giờ hai bạn nữ sẽ được khám phá hai chiếc điện thoại của bạn nam như thế nào nha.
Trước khi đến phần lựa chọn cuối cùng dành cho Ca và Eddie, xin mời quý vị khán giả hẹn gặp với Lao trong giây lát. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ làm gì với Ca? Bây giờ đây sẽ là một quyết định cuối cùng của hai bạn. Là hai bạn có nhất quyết là chọn cái bạn nữ mình đã chọn hay không, hay là muốn thay đổi? Thay đổi gì được nữa đây? Không thay đổi thì mình vẫn chọn người cũ thôi. Đúng rồi. Mời hai bạn bước lên sân khấu. Và bây giờ là giây phút hồi hộp nhất. Xin mời hai bạn nữ bước ra sân khấu ạ. Bây giờ nãy em là ca sĩ, bạn này cũng là ca sĩ. Có đi đâu diễn chung mà thấy nghe cái giọng này hát bao giờ chưa? Em chưa, tại vì em cũng chưa đi hát nhiều lắm. Biết đâu hai người này kết hợp với nhau xong ca ra một bản hit thì sao? Đúng không mọi người? Đó. Bạn thì sao? Bạn thấy cái phía sau một chàng trai đó như thế nào? Dạ chắc là em nghĩ là bạn là người cá tính, có phong cách. Người mà nãy em khóc mấy lần rồi đó, nhớ không? Ừ, hồi nhỏ thì gia đình em cũng hơi khó khăn nên là em cũng cảm nhận. Trời ơi, chưa gặp ai cũng là tốt. Ồ, nó gặp nhau, nó xấu xứ, nó gặp nhau. Ra tần số mà bây giờ tần số đúng, nó tần số luôn nhau rồi đó. Bạn ơi, bạn thấy an toàn không? Nếu một cái người đã bươn chải khắp nơi từ Bắc vô Nam thì bây giờ bạn có tin chắc là cái người đàn ông của mình sẽ bảo vệ mình không? Dạ em thì cũng mong muốn là kiếm được một người có thể che chở cho mình. Cái tần số nó khớp khớp vô nhau rồi đó. Bây giờ cái quyết định là nằm ở hai bạn. Bắt đầu. Mẫu bạn gái của Eddie thì cao từ 1m5 tới 1m6 thôi, đừng có cao quá. Em nghĩ là bạn là người cá tính, có phong cách. Em thì cũng mong muốn là kiếm được một người có thể che chở cho mình. Bây giờ mà chuông điện thoại không reo, em đừng lo, một lát chị sẽ gọi cho em nha. Tại sao em lại không gọi? Dạ thì em nghe cái hoàn cảnh của bạn hồi xưa thì em cũng đồng cảm, cũng có cảm xúc với bạn, nói chung là cũng hiểu được cảm giác đó. Nhưng mà tại vì em tính em thì bình thường thì hay cười hay nói, nhưng mà em là người sống nội tâm, với lại là em cần một người chững chạc, nhìn cái có một cái cách nó nhìn, nói chung là phong cách thì hơi của bạn thì nhìn hơi còn. Thật ra Eddie mặc đồ như vậy là vì Eddie là một ca sĩ, khi mà lên sân khấu thì bắt buộc mình phải mặc những cái bộ đồ khác người bình thường. Cho nên là mà đặc biệt bạn này lại đọc rap. Cho nên cái phong cách nó phải cool và mãi mặc đồ đặc biệt hơn những người khác. Có nghĩa là dây nhợ rồi tóc tai tất cả. Hoặc là em cũng có thể nghĩ ngược lại là bạn gái ở phía sau, bạn cảm nhận được là bạn không bù đắp đủ cái tình cảm mà bạn ấy đang thiếu, và bạn ấy muốn nhường cái phần đó lại cho một cô gái khác đang xem chương trình này. Khi mà bạn trai này quay lại và chỉ cần nở một nụ cười thôi thì những cái suy nghĩ của em hồi nãy giờ là em sẽ thấy nuối tiếc. Không chừng quay lại chút ta lấy số điện thoại sao. Và tôi bao với bạn nha, tôi còn dám nói là tôi sẽ còn 6 đứa em gái gả cho Dũng mà. Cho nên là Eddie quay lại. Quay lại 2, 3. Bước vô gần cái coi, bước vô gần nói chuyện. Bây giờ mình đứng gần lại với nhau nha. Mình tắp bụm bụm với nhau mà. Sau chương trình này thì biết đâu các bạn sẽ chập điện với nhau rồi sao, đúng không? Chập điện. Đi nói trước đi. Xinh mà dễ thương. Nói chị hả? Không, chị thì sang bên nào? Trời ơi, đau chưa? Đưa vô chi cho ta đuổi ra. Em gặp bạn em luôn quá, em không biết nói gì hết. Em ngại á. Dạ. Mình cũng run. Nói chung là hai bạn nào cũng run hết, không bạn nào muốn thổ lộ tình cảm ở đây. Và chắc là hai bạn sẽ xin số điện thoại nhau và nói chuyện sau ha. Coi mình có tần số lại với nhau được không nha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ. Tôi á thì tôi lo đó mà cái mắt tôi nhìn ông bên này không à. Bảo Yến rồi, tôi bảo Yến. Và bây giờ. 10 giây. 10 giây. Bắt đầu. Suy nghĩ. Thôi thôi, ông cầm sẵn rồi kìa. Theo luôn á, tại vì em thích cái cặp này quá. Bây giờ không gọi thì kỳ lắm. Ôi, cái mặt y chang luôn đó, số phu tê đó. Nghĩa là ngày mai mình lên không núi, mình ăn đám cưới. Trời ơi, thích lên núi đám cưới quá. Điện thoại reo kìa, điện thoại reo. Vậy con ca thì nhìn gì?
Ủa chưa vô à? 5 4 3 2 Em ơi, chỉ 1 bây giờ. 1 Hết giờ. Hết. Ồ, không gọi luôn không hả? Không gọi luôn hả? Không gọi luôn hả? Sao vậy? Wow. Sao vậy em? Vậy em sợ vậy cái gì? Vậy là mua vé lên núi ăn đám cưới. Em là chuẩn bị ve với chị luôn rồi đó. À. Không lẽ ca sĩ có tội tình gì sao mà tụi em không chọn ca sĩ? Đúng rồi. Hay là ca quay lại nè. 2 3. Đến giờ không phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Ngỡ tưởng như giữa họ đã có sự đồng điệu giao thoa ở đam mê với âm nhạc, nhưng rồi quan điểm không quen người cùng nghề của cô nàng cá tính Bảo Yến lại trở thành rào cản, khiến tiếng chuông điện thoại của chị Khang không vang lên. Cho đến phút cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau, vẫn trao nhau ánh mắt ngại ngùng lần đầu, nhưng dừng lại ở tình bạn. Quen nhau không? Có gặp nhau chưa? Có quen chưa? Có đi hát chung bao giờ chưa? Chung sân khấu chưa? Dạ chưa. Chưa, rồi. Cứ sát với nhau đi. Chụp tấm hình coi quá. Y hệt như một người. Có phải quý vị? Cái mặt y như một người vậy đó. Vậy mà không chọn nhau. Bây giờ anh hỏi hai bạn gái nè, đã tới đây tham gia chương trình tần số rồi, mà tại sao cứ sợ khi mình đã gần như mình thấy được tần số của mình rồi, tại sao tới lúc này còn ngại ngùng cái gì đó? Trả lời lý do sao không gọi. Thực ra là em rất là sợ quen người cùng nghề. Tại sao? Tại vì em cảm thấy không an toàn lắm. Tại em là người ở ngoài công việc, ngoài xã hội thì em rất là năng động, nhưng mà em lại kiểu tiếp phụ nữ gia đình á. Nhưng mà em quay lại em có thấy tiếc không? Dạ thì tiếc. Như Hàn Quốc. Nhưng là em rất là mong là hai đứa mình sẽ là bạn. Ca, em thấy Yến sao? Dạ đúng, em tôn trọng ý kiến của bạn. Tại vì trước đây mối tình của em gần nhất cũng chia tay cũng là vì do con đường nghệ thuật của em, cho nên em hiểu được cảm giác của bạn. Thôi bây giờ như vậy, hôm nay nói chung là 6 người mình đã quá kiểu như là hết công sức rồi, nhưng mà các bạn không lựa chọn, chúng tôi đành lên chào các bạn và chúc các bạn may mắn. Mất một buổi đám cưới thôi. Một buổi đám cưới thôi. Xin mời ban cố vấn. Cuối cùng là 4 người mà không gặp là dính lắm. Không có đám cưới nè. Hôm nay về mà không gặp nào hết. Buồn quá nè. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21:40 tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty truyền thông Mi thực hiện. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đám cưới người ta. Thôi được rồi, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn về chỗ. Đẹp trai, bác sĩ đẹp trai chứ bộ. Hai người đẹp trai quá.